Trên địa huyện Kim Động đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh về lĩnh vực giao thông, các khu cụm công nghiệp. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được huyện tập trung cao độ, trong đó chú trọng giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ các dự án vừa qua, huyện Kim Động đã tổ chức họp bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch tháo gỡ từng khó khăn, đối với dự án khu công nghiệp số 5 và dự án đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376. Vướng mắc về xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu với các diện tích trồng ken đặc bất thường, có tán và cành cây bị cắt tỉa nhiều hoặc có ít tán cây. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập. Ngày 20 tháng 2, huyện Kim Động đã phê duyệt phương án bồi thường, tiến hành công khai đến các hộ dân và xây dựng kế hoạch sớm chi trả nếu các hộ dân đồng thuận đối với dự án xây dựng tuyến đường bên nối cao tốc hà nội hải phòng với cầu rẽ ninh bình huyện phối hợp với ban quản lý dự án công trình giao thông văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để điều chỉnh trích lục phần diện tích cần giải phóng mặt bằng qua hai xã nhân la và vũ xá từ đó sớm có căn cứ để thực hiện lập phương án bồi thường hỗ trợ đến người dân